Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục với chuỗi series và là chia sẻ những kinh nghiệm nuôi hamster cũng như là những cái mẹo lặt vặt nhỏ ở trong quá trình mà các bạn nuôi hamster rồi đó. Thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn để cho các bạn có thể là nuôi hamster nó ok hơn nha. Thì mình thấy trong cái kênh YouTube của mình thì có rất là nhiều bạn vào kênh của mình xem để chủ yếu là học hỏi thêm những cái mẹo nhỏ nhỏ mà mình chia sẻ đấy, để mà các bạn có thể nuôi hamster, đặc biệt là những bạn nào mới nuôi hamster lần đầu á, thì mình sẽ cố gắng là thật là nhiều những cái video chia sẻ hữu ích như thế này để cho các bạn có thể gọi là áp dụng theo ha. Nếu như mà các bạn thấy hay thì các bạn có thể áp dụng theo để mà có thể nuôi những con hamster của bạn nó khỏe mạnh nhất có thể nha. Và nội dung hôm nay mà mình muốn chia sẻ cho các bạn cũng chính là một cái nội dung mà có rất là nhiều bạn hỏi mình trong những ngày hôm nay luôn. Và nói chung thì có rất là nhiều bạn hỏi mình cũng rất là lâu rồi mà mình chưa có làm được một cái video, cho nên là hôm nay mình sẽ là gom lại và mình sẽ làm trong một cái video này cho các bạn gọi là xem luôn nha. Rồi, và cái nội dung của nó mình sẽ chia ra hai phần nha. Phần thứ nhất là mình sẽ gọi là giải đáp cho các bạn những cái mẹo mà các bạn có thể gọi là khử cái mùi hôi của cái chuồng hamster của bạn nha. Đấy, giống như là những cái chuồng nhỏ như thế này hoặc là những cái chuồng lớn, hoặc là đặc biệt là những bạn nuôi chuồng kính hoặc là chuồng mica rồi đó. Thì nói chung thì nó khá là tù. Và nuôi hamster á, thì nhiều con á, nó đi tiểu các bạn, cái mùi nó khá là khai, đấy nó khá là hôi. Còn có nhiều con thì nó đi tiểu cũng không có hôi lắm. Đấy, nói chung là vậy. Thì mình sẽ chia sẻ cho bạn những cái mẹo nhỏ để các bạn có thể gọi là khử được cái mùi hôi đó nha. Và nếu như các bạn thấy ok thì có thể áp dụng theo cái cách của mình để nó giảm cái mùi hôi đi nha các bạn, chứ không phải là nó gọi là khử hoàn toàn nha. Tại vì chuột hamster mà nó đi tiểu trực tiếp ở trong cái lót chuồng á thì chắc chắn là nó sẽ có mùi hôi thôi. Đó. Và cái nội dung thứ hai, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn xài cái chai khử mùi này nè. Đó. Thì nói chung thì có bao nhiêu bạn mua mà không có biết cách xài như thế nào cho nó đúng á, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ trong cái video này luôn nha. Đó. Rồi, và cái nội dung đầu tiên đó chính là làm thế nào mà cho mấy cái chuột nuôi hamster của các bạn nó sẽ gọi là đỡ bị hôi hơn. Đó. Thì cái này có rất là nhiều bạn hỏi mình luôn và có rất là nhiều bạn bị luôn, cho nên là các bạn hỏi mình rất là nhiều. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ nhỏ nhỏ trong cái video này nha. Đấy, thì đối với cái chuồng này mà đây, mình sẽ lấy cái chuồng này mình đem ra ví dụ cho các bạn nha. Thì nó để mà giảm cái mùi hôi á, thì các bạn phải bắt buộc là các bạn nuôi hamster thì các bạn phải chịu khó là thay lót chuồng cho nó thường xuyên nha các bạn. Đó. Thì cái khoảng thời gian mà thay lót chuồng mà đảm bảo cho cái chuồng của bạn nó sạch sẽ với lại là nó không có bị hôi nhiều á, thì khoảng 2 đến 3 ngày thay lót chuồng một lần. Thì các bạn xài á, thì các bạn có thể là xài mùng cưa hoặc là tất cả các loại lót chuồng khác. Chủ yếu là các bạn khoảng 2 đến 3 ngày các bạn thay một lần nha. Đối với những cái con chuột hamster mà nó đi vệ sinh khá là ít đó, ví dụ như là Robo rồi chẳng hạn, các dòng Robo thì theo mình thấy nó đi vệ sinh khá là ít, lại nó uống nước khá là ít luôn. Đấy, nhầm con nó cũng đi vệ sinh khá là nhiều nhưng mà đa số là nó đi vệ sinh khá là ít. Thì các bạn có thể là khoảng 4 ngày các bạn thay một lần cũng ok. Đấy, còn đối với những cái dòng Campbell hoặc là bia đồ đó, đi bia đồ nó đi vệ sinh khá là nhiều nha. Thì các bạn khoảng 2 đến 3 ngày các bạn thay cho lót chuồng cho nó một lần thì nó sẽ đảm bảo sạch sẽ và đồng thời nó sẽ không có bị hôi cái chuồng nhiều nha. Rồi, và cái cách thứ hai nữa, thường xuyên rửa cái chuồng nó bằng nước nha. Đấy, ví dụ như là cái chuồng như thế này thì khoảng 1 tuần hoặc là 2 tuần gì đó thì các bạn đem ra các bạn rửa bằng xà bông và các bạn xả nước sạch lại và sau đó đi phơi nắng thì nó sẽ là khử được cái mùi hôi ở trong cái chuồng của bạn. Đấy, tại vì cái chuồng á thì cái đế nó sẽ làm bằng nhựa cho các bạn. Và cái bằng nhựa này theo mình thấy thì mỗi lần thay chuồng á thì nó vẫn có giữ là cái mùi hôi nước tiểu của mấy con chuột này. Đấy, chứ không phải là nó gọi là biến mất hoàn toàn đâu. Nó vẫn còn giữ lại một ít. Nếu như có thể á, thì các bạn mỗi lần thay lót chuồng á thì các bạn rửa luôn cái chuồng nó càng ok. Còn không thì một tuần các bạn đem ra rửa một lần cũng được. Còn hàng ngày thì các bạn cứ thay lót chuồng rồi để lót chuồng mới vào thôi. Đó. Rồi. Và cái cách thứ ba, các bạn có thể là sử dụng mùn cưa thơm. Đấy, thì bây giờ mình sẽ nói sơ qua cái mùn cưa thơm này nha. Thì có nhiều bạn không biết cái mùn cưa thơm này có công dụng như thế gì, như thế nào. Thì cái mùn cưa thơm này á, thì bên trong cái mùn cưa thơm này nó sẽ gọi là tẩm một cái mùi thơm, nói chung là nhẹ thôi đó, chứ không có gọi là gắt lắm đâu. Đấy, thì cái mùi thơm này theo mình thấy thì nó sẽ có công dụng là làm cho cái chuồng của bạn nó sẽ gọi là bớt hôi đi nha. Đó, thì nếu như mà chuột của bạn nó đi vệ sinh mà nó khá là hôi á thì các bạn thử xài mùn cưa thơm đi ha. Tuy là giá nó sẽ cao hơn mùn cưa nén một tí nhưng mà nó có cái hiệu quả riêng của nó. Đấy, vì thế là các bạn có thể sử dụng mùn cưa thơm khoảng một thời gian, nó thấy ok thì các bạn có thể mua và xài luôn. Thì mùn cưa thơm á thì mà các bạn có thể gọi là khoảng 4 ngày các bạn thay cũng được. Đó, còn bạn nào kỹ thì khoảng 2 đến 3 ngày các bạn thay thôi. Còn mùn cưa nén thì hẳn 2 đến 3 ngày các bạn thay nha. Thì mùn cưa nén nó không có cái mùi thơm. Đó. Thì cái mùi thơm này theo mình xài thử á, thì mình thấy nó sẽ duy trì được khoảng 4 đến 5 ngày các bạn. Đấy, khoảng 4 đến 5 ngày là nó còn cái mùi thơm luôn. Đó. Và cái mùi thơm này nó sẽ hòa với cái nước tiểu của chuột hamster á, thì nó sẽ gọi là đỡ bị hôi hơn thôi các bạn. Đỡ bị hôi hơn khoảng 50% nha.
khoảng 50-60% thôi, chứ không phải là nó khử hoàn toàn 100% cái mùi hôi con chuột của bạn đâu. Đó, thì các bạn có thể sử dụng thử cái này để mà nó đỡ hôi cái chuồng của bạn hơn. Và để cái chuồng của bạn nó gần quạt á, thì quạt nó sẽ thổi gió và gió nó sẽ gọi là thổi cái mùi thơm này đi nó khá là nhanh. Vì thế là nếu như các bạn xài mùi thơm, mùi cưa thơm á, thì các bạn lưu ý là để cái chuồng của bạn chỗ nào mà nó không có gần cái quạt á, thì cái mùi thơm nó sẽ được kéo dài hơn một tí. Đó, rồi, và đây là cái mẹo thứ ba để mà các bạn có thể gọi là giảm bớt cái mùi hôi của chuồng của bạn nha. Ok, và cái cách thứ tư đó chính là các bạn có thể sử dụng những cái chai khử mùi như thế này. Đấy, thì cái chai này thì mình đang xài luôn nha các bạn. Mỗi lần mình vệ sinh cho mấy con chuột này á, thì mình sẽ xịt khử mùi cho cái chuồng, nó sẽ là khử được cái mùi nước tiểu của mấy con chuột hơn. Tại vì cái đế nhựa này các bạn, theo mình thấy là cái đế nhựa của những chiếc lồng này á, thì sau mỗi lần các bạn thay mùng cưa hoặc là thay lóc chuồng á, thì nó vẫn giữ lại cái mùi hôi nước tiểu của mấy con chuột này nha, chứ không phải là nó bay đi hoàn toàn đâu. Nếu như các bạn để ý thì nó sẽ còn giữ được cái mùi hôi. Và mình khử chuồng đấy để mà cho nó bay cái mùi hôi ấy đi bớt. Đó, thì theo mình thấy thì nó khá là hiệu quả nha. Đó, thì các bạn có thể sử dụng tất cả loại lốc chuồng, ủa cái loại chai khử mùi nào mà dành cho hamster nha, dành cho những động vật nhỏ nha. Còn những cái loại mà cho chó mèo đồ thì cái chất tẩy hoặc là cái mùi khử của nó sẽ gắt hơn, có thể là gây ảnh hưởng đến mấy con chuột này. Mấy con chuột này sức khỏe nó khá là yếu các bạn. Đó, vì thế là các bạn gọi là hỏi kỹ với những người bán nha. Còn những bạn nào muốn mua những chai khử mùi như thế này thì có thể liên hệ vào fanpage đặt hàng của mình nha. Mình sẽ để đường link ở phần mô tả cho các bạn luôn. Thì nói chung thì đây là những cái cách đơn giản nhất, cơ bản nhất để mà có thể các bạn có thể gọi là giảm bớt cái mùi hôi của cái chuồng hamster của các bạn. Đó, thì có nhiều con nó đi vệ sinh cũng rất là hôi, ví dụ như là những dòng chuột lớn như là bia rồi đó, thì nó đi vệ sinh rất là hôi luôn, khá là hôi. Vì thế là các bạn phải gọi là vệ sinh chuồng thường xuyên. Với lại các bạn có thể áp dụng những cái mẹo nhỏ nhỏ như thế này thì nó sẽ giảm được khoảng đâu đó là 50-60% để mà các bạn gọi là đỡ khó chịu hơn nha. Rồi, thì ngoài ra thì các bạn còn có thể gọi là chú ý vào cái khẩu phần ăn của mấy con chuột này. Các bạn có thể gọi là giảm bớt cho nó ăn gọi là những cái loại thức ăn như là xúc xích rồi đó. Thì nó ăn xúc xích thì nó dạng thịt mà, cho nên là nó đi ị rồi đó, thì nó khá là hôi. Vì thế là các bạn giảm bớt cho nó ăn xúc xích thôi. Đấy, các bạn nào mà cho nó mấy con chuột này ăn xúc xích nhiều á thì các bạn giảm bớt. Với lại sâu rồi đó thì các bạn có thể giảm bớt. Đó, các bạn cũng cho nó ăn nha, nhưng mà ăn lượng vừa phải thôi thì nó đi vệ sinh nó sẽ không có bị hôi nhiều. Và đây là những cái cách mà mình đã thử qua và mình muốn chia sẻ lại cho các bạn trong cái video này, để nếu như mà các bạn thấy ok thì các bạn có thể làm thử xem nó như thế nào. Rồi, và bây giờ mình sẽ vào cái chủ đề thứ hai, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sử xài cái chai khử mùi này nha. Đấy, thì ngoài cái chai khử mùi này á, thì các bạn có thể áp dụng cách mình sẽ chia sẻ sau đây vào những cái loại khử chai khử mùi khác mà các bạn có thể mua ở những cái shop khác, những shop gần nhà của các bạn cũng được. Đó, thì các bạn có thể gọi là áp dụng cái cách này để cho xài nó gọi là đúng cách nhất nha, để không có bị ảnh hưởng đến cái sức khỏe cũng như là lông của mấy con chuột của bạn nha. Ok, và bây giờ mình sẽ chuẩn bị, thứ nhất là cái chai khử mùi này tất nhiên là phải có nè. Đó, thứ hai là mình sẽ chuẩn bị một cái cuộn giấy nha, đây là cuộn giấy ăn với xúc bình thường thôi. Đó, và thứ ba là ở đây mình có lót chuồng mà hàng ngày mình lót cho nó nè. Hàng ngày thì mình lót mùng cưa nén nha các bạn. Đấy, thì mình nuôi cũng khá là nhiều, vì thế là mình lót mùng cưa thơm hoặc là lót cá Ấn Độ đồ á thì chi phí nó khá là cao. Thế là mình lót mùng cưa này thôi. Nói với lại mùng cưa này nó hút ẩm rất là tốt luôn. Đó. Rồi, đây là cái chuồng mà mình đã lấy mùng cưa dơ ra rồi nha các bạn. Đấy, bây giờ mình sẽ để con chuột này qua một bên đi. Đó, để nó ra đi nha. Rồi, và sau khi mà các bạn lấy cái lốc chuồng dơ ra thì các bạn có thể là dùng giấy để mà lau sơ qua cái chuồng một cái nha. Lau sơ qua cái chuồng, nhiều khi mấy con chuột nó đi tiểu nó còn dính ở phía dưới này á thì các bạn có thể lau sơ qua một cái. Đó. Lau sơ ra một cái rồi xong các bạn bỏ miếng giấy này đi. Và tiếp theo là các bạn sử dụng cái chai khử mùi này để hoặc là tất cả các loại chai khử mùi nào khác mà dành cho hamster hoặc là thú cưng nhỏ đều ok hết. Rồi các bạn xịt vào cái phần đế này nha, để xịt vào cái phần đế chuồng nha. Đối với những bạn nào mà nuôi lồng kính hoặc là lồng mica đều làm như vậy hết nha, để các bạn xịt vào cái phần đế này. Đấy, thì cái chai này là dạng phun các bạn, nó sẽ xịt rất là đều luôn. Đó, các bạn xịt khoảng nếu như cái chuồng nhỏ thế các bạn xịt khoảng 2 cái là được, còn cái chuồng nào mà to hơn thì các bạn có xịt khoảng 3 đến 4 cái. Còn những bạn nào mà nuôi hồ cá, nuôi bằng hồ cá đâu thì các bạn có thể là xịt nhiều hơn, xịt đều hết cái chuồng nha. Đấy. Rồi, và đừng có xịt nhiều quá thì nó sẽ bị dư. Đấy, xịt vừa phải thôi. Rồi, các bạn dùng giấy để sạch như thế này và các bạn lau lại cái phần đế này nha. Nhớ lưu ý là lau lại nha. Lau lại cho nó khô cái nước khử mùi các bạn. Đấy, bạn lau khắp chuồng như thế này. Đấy, thì nó đã khử xong cái mùi gọi là cái mùi hôi nước tiểu của con chuột mà nó còn bám vào cái đế nhựa này á thì nó sẽ khử được nha các bạn. Đấy, trong cái chai khử mùi thấy thì nó có sẵn mùi thơm luôn. Đó, lau lại cho nó sạch rồi xong. Và sau đó các bạn lót mùng cưa hoặc là lót chuồng nào mà các bạn hay xài lót cho nó, các bạn lót vào. Đây, như mình thì mình sẽ lót mùng cưa nha. Đấy, lót vào vừa phải thôi. Những ngày nóng như thế này thì mình sẽ lót một lớp mỏng thôi nha các bạn, khoảng bao nhiêu đây thôi. Đó, còn những ngày nào mà lạnh đồ
nhiều á thì các bạn có thể gọi là lót một lớp dày một tí đó, rồi lót lớp mỏng vậy nha. Rồi mình sẽ để con chuột vào nha, để con chuột của mình nó đi đâu mất tiêu, bây giờ mình sẽ bắt nó lại. Ok, đây con chuột của mình đây này, nãy giờ mình để nó đó mà nó đi nào không hay, để đi vòng vòng phòng mình thôi. Ok rồi, đây là con chuột bằng chanh các bạn, con chuột bằng chanh, con này mình thấy khá là đẹp, mắt màu đen nè. Đấy, con này nó rất là nhát luôn. Đấy, đó mà cho nên là mình nuôi riêng một cái chuồng nha các bạn, mình không có dám nuôi chung với con nào hết. Nói chung thì mấy con kia nó ăn hiếp con này lắm đó. Rồi và sau khi lót cái lót chuồng xong thì mình sẽ để con chuột này vào nha. Đấy, và các bạn lưu ý là làm hết tất cả các bước như mình nói rồi các bạn mới để con chuột vào nha, chứ các bạn đừng có làm ngược lại nha, làm ngược lại thì có thể là ảnh hưởng đến cái bộ lông của con chuột nha các bạn. Đấy rồi, và các bạn tuyệt đối là không sử dụng cái chai xịt khử mùi này mà các bạn xịt trực tiếp như thế này nha. Đấy, xịt trực tiếp lên lông của mấy con chuột này hoặc là xịt trực tiếp lên cái mùn cưa thì nó sẽ không tốt nha các bạn, nó sẽ có thể là làm cho mấy con chuột của bạn nó rụng lông. Và rất là đơn giản thôi, đấy, xịt khử mùi ở phần đế xong rồi lau sạch lại rồi để lót chuồng vô, bình thường thì nó sẽ khử được cái mùi hôi của chuột của bạn khá là ok luôn á. Đó, thì đây là cách mà nói chung thì cũng rất là hiệu quả để mà các bạn có thể khử cái mùi hôi của con chuột của bạn. Đó, đặc biệt là những bạn nào mà nuôi chuồng kính hoặc là chuồng mica rồi đó thì nó khá là tù, vì thế là cái mùi hôi nó sẽ có thể là nhiều hơn. Rồi, và trong cái video này thì mình cũng đã chia sẻ cho bạn hai cái chủ đề mà có rất là nhiều bạn hỏi mình luôn, và hy vọng là những chia sẻ của mình thì có thể là giúp các bạn được khử được cái mùi hôi của mấy con chuột của bạn hơn. Đấy, và các bạn có thể nuôi mấy con chuột bạn nó ok hơn, nó không có làm phiền các bạn nhiều nha. Rồi, và video của mình đến đây cũng sẽ kết thúc, và nếu như mà các bạn thấy hay thì đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một subscribe để ủng hộ mình ra nhiều video nữa cho các bạn xem nha. Mà các bạn nào cần mua đồ hoặc là thức ăn cho hamster có thể inbox và fanpage đặt hàng của mình sẽ để ở dưới phần mô tả cho các bạn dễ vào nha. Rồi, và cảm ơn các bạn rất là nhiều, nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình được là được 9.000 người đăng ký sớm nhất. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều, xin chào các bạn và hẹn gặp lại, bye bye.